Thấy đi về làng bột vui không? Ủa anh Bảo, em có thắc mắc vậy nè, nói là làng bột mà sao em thấy xung quanh mình toàn cây đó, không mà đâu thấy bột nào đâu. Dạ, yeah. Không phải hôm qua chú Bảy nói là nói làm sao ta, bây giờ ở trong làng này là còn rất ít nhà làm bột, hiểu không? Vẫn có nhưng mà bây giờ người ta chăn nuôi với lại người ta trồng cây hết rồi. Trồng cây là nhiều đúng không? Em thấy hôm qua giờ hai nhà mình ghé, nhà nào cũng trồng. Có nhưng mà trồng cây. Em muốn đi tìm hiểu không? Có, em muốn thử xem mà làng bột là như thế nào luôn á. Ê. Đi cầu gì ước thấy miệng mình linh quá. Bột nè mọi người. Vô hỏi đi em à. Dạ, em vô em hỏi. Con chào chú ạ. Dạ, tụi em bên chương trình Lữ Khách 24 giờ á, thì tụi em có ghé thăm làng bột để mục đích là muốn tìm hiểu thêm về cái nghề làm bột của mình á. Nhưng mà đi qua nay thì là thấy là ít ở đây, như là ít người làm phải không anh? À, nhiều lắm, tại vì hồi đó thì đa số đây làm bột không á, rồi giờ nghỉ hết. Còn hút trên đây cậu mình tôi à. Còn hút ở dưới cũng còn 3-4 hộ. Nha, bố mình á thành phẩm rồi nha. Ô, nếu bóc rồi thoải mái. Đây là bột trước khi phơi. Nhìn nó như là đất sét vậy đó. À, bóp vô như đất sét này đó. Mà mấy bạn nhỏ bây giờ hay chơi á, cái slam á. Slam á. Slam. Cái này xong là mình phơi ha. À, cái này kêu là bột tư nè, thành phẩm bán cho thành phố nè, bột cho thành phố nè. Là bột này nè. Nó trở ra làm mà bánh canh nuôi này kia là thế này nè. À, cái bột này á, thành phẩm của nó sẽ là thành bánh canh. Ở thành phố lấy cái này để mình bán. Mấy cái bánh này là cái hãng luôn á. Ở rồi đó. Chúc mừng hai bạn đã vượt qua các thử thách. Yes. Yeah. Yes. 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 Cái nữa đi. Yes. Yes. Cái nữa đi. Hết luôn rồi. Rồi. Nhân chương trình chưa hết. Thời lượng vẫn còn, thời lượng Yo. Các bạn. Yes no. Mời các bạn hãy nhận tin nhắn. Có tin nhắn này, có tin nhắn tới. Thử thách tiếp theo dành cho hai bạn. Hãy đến khu ẩm thực làng bột Sa Đéc, Đồng Tháp. Tìm hiểu bánh chuối và bánh mít. Công đoạn và trải nghiệm. Tức là mình sẽ được ăn á. Yeah, em thích là bánh chuối lắm á. Đi đường nào? Em nghĩ cứ đi thẳng đi, ở đây có một đường một mà. Ok. Đây, khu ẩm thực làng bột Sa Đéc đây. Khoan, từ từ, có tin nhắn. Tìm chị Mai. Công việc của em. Xin chào mọi người ạ. Khu vực ẩm thực làng bột Sa Đéc là một không gian hòa quyện ẩm thực đậm chất dân dã ở miền Tây. Thoạt nhìn từ bên ngoài, khu ẩm thực này không khác gì so với các khu dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, bên trong khu ẩm thực là một không gian thôn quê yên lành, thư thái của một làng bột thu nhỏ. Đến đây, du khách ngoài được thưởng thức hàng chục món bánh dân gian làm từ bột, còn được tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất bột và trải nghiệm cách làm bánh. Dạ, em chào chị Mai. Hello chị Mai. Tụi em đến từ Lữ Khách 24 giờ. Thì ngày hôm nay tụi em có một cái thử thách, nhận được một cái thử thách là tìm hiểu về bánh mít và bánh chuối ạ. Dạ, thì hôm nay đến gặp chị để thỉnh giáo tay nghề. Dạ. Bánh hôm nay chị sẽ hướng dẫn với em bánh là bánh lá mít. Đây lá mít không chị? Đúng rồi, đây là lá mít. Rồi bây giờ muốn làm bánh lá mít thì như nào ạ? Vậy chị sẽ hướng dẫn em trước hết là mình làm lá mít trước. Dạ. Xong rồi mình sẽ làm bánh chuối sau. Dạ ok. Rồi bây giờ là đây là lá mít. Dạ. Nguyên liệu là lá mít, tăm, dầu ăn, bột gạo. Rồi trước hết mình thay dầu vô lá. Dạ. Rồi mình lấy một xíu bột. Mình chét đều lên mặt lá. Dạ. Mình chét mỏng thôi nha. Bánh nó chét cái lớp mỏng thì bánh nó sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi. Rồi, mình sẽ quấn lại nha. Mình lắng lại. Mình dùng tăm cố định lại. Dạ. Mình xuyên qua trứng giữa của cái bánh. Đây. Rồi, như vậy là xong. Oh, ok. Sau đó thì mình sẽ đem cái bánh này mình đi làm. Mình sẽ làm thêm vài cái nữa xong rồi mình đem đi hấp. Bây giờ là đã xong một cái bánh rồi, bây giờ sẽ cho hai bạn thi với nhau coi xem bạn nào làm được nhanh nhất 10 cái bánh lá mít trong vòng 10 phút. Ok, xem bạn nào làm nhanh hơn phải không? Rồi sẽ coi xem quá bạn nào dễ dàng rồi. Dạ, okay. Hai bạn vô bấm giờ này nha, ai hết giờ là thua nha.
đây, mình phải làm cái bánh dựa theo con người, đúng không? Mình phải chọn cái lá nó giống như con người của mình. Lấy lá nhỏ làm sẽ nhanh hơn nha. Ủa sao nãy giờ hình như em bị tủ đè hay gì á? Em ba lựa, em ba biết là thông minh là lựa mấy lá nhỏ là tranh vũ được thời gian rồi. Đâu, tại vì em nhỏ cho nên em chọn những chiếc lá nhỏ bé đáng yêu mình như em. Mình tính trên là số lượng nha. Ủa ví dụ như mấy cái bánh bự bự này mình bán mắc hơn được không vậy? Không, mình vẫn bán như vậy thôi. À, nhiều khi cái công đoạn của nó, cái sức công mình. Trời ơi, anh Bảo ơi, anh Bảo ơi, mình làm bột lâu hơn. Mình đừng có làm như vậy, mình làm một cách rất là nhẹ nhàng được không? Mình đừng có trét lên như vậy được không anh? Dạ em biết, thì cô thấy cô làm sao làm vậy? Không hề nha, cô làm không hề như vậy luôn. Cô coi đi, cô coi cái bánh ngọt nhỏ của cô đi, kìa ơi. Ừ thì tay nghề mà phải làm nhiều thì nó mới lên được chứ. Chết rồi, cái này là bánh chét chứ bánh bánh gì? Em làm rất là nhỏ xinh nha. Trước sau vậy nó cũng sẽ vô bao tử mình. Thời gian không đợi được ai đâu. Em ơi, em mà. Em ơi. Anh Bảo, anh bớt chơi đòn tâm lý với em vậy đi nha, anh kỳ cục quá. Không đợi được ai đâu em à, anh được 6 cái rồi em ơi. Em cũng 6 cái rồi nè. Thời gian chỉ còn 2 phút thôi nha. Còn 2 phút thôi em ơi. Em ơi, em ơi. Em ghét ông Bảo, dã man luôn á. Đừng có chơi cái trò đó nha, đừng có chơi cái trò tâm lý đó nha, tôi sợ lắm đó. Em mà phải giữ vững tâm lý mới được. Dạ, em đang rất cố giữ vững tâm lý à. Nhanh 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 nè, nè còn một miếng, còn một miếng, còn một miếng, còn một cái. Chỉ còn một cái thôi, một cái duy nhất, một cái duy nhất, một cái duy nhất. Một cái duy nhất. Hey. Em hỏi cô là cái này có được tính không ạ? Lỗi máy. Máy nó lỗi kỹ thuật. Những cái bánh mà không được xếp một cách ẩu tả thì đúng là nhanh nhỉ mọi người ạ. Thời gian vẫn còn nhá. Ok, xong rồi. Xếp lại cho đẹp, xếp lại cho đẹp, xếp lại cho đẹp. Hết trời ơi, người ta đi đẹp quá trời đẹp. Hết rồi. Sau thời gian thi đấu quyết liệt mà khen qua, mình sẽ cùng xem tác phẩm của Emma và Bảo nha. Đây là tác phẩm của Emma và đây là tác phẩm của Bảo. Có vẻ của Bảo hơi bị béo á. Em béo mà em ăn béo, em béo cho nên. Bảo lại của anh Bảo bị tò ra, nó bị tràn ra quá. Cô ơi, đúng là làm một cách rất là hơi hợt. Trong thời gian đợi bánh lá mít chín, cô sẽ hướng dẫn cho Bảo và Emma làm thêm một món bánh là rất là quen thuộc với lại rất là ngon, đó là bánh chuối. Chuối. Bánh chuối có nguyên liệu chính chính là chuối. Chuối đúng rồi. Nhìn chính xác là... Ok bây giờ mình sẽ làm gì hả cô ha? Cái này có vẻ khó hơn ha, nó có nhiều nguyên liệu hơn nè. Rồi đây là chuối, đây là bột. Bột này là ở đây là mình sẽ làm là bột năng nha. Bột này chưa có, nó không có dính với bột năng nãy là khác với bột hồi nãy. Đúng rồi, hồi nãy là dùng bột gạo. Dạ. Bột này là dùng bột năng. Dạ. Đây là nước đường. Ok. Đây là nước lọc. Dạ. Còn đây là gì ạ? Đây là nghệ. Bột nghệ. Làm bánh chuối mà để bột nghệ ăn thì nó sẽ tốt cho sức khỏe với lại ra cái màu rất là đẹp. Rồi cô chỉ với cô. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Chứ thế mình mang vào tay chưa? Dạ. Cảm ơn cô. Anh Bảo đã thử bao giờ làm bánh chuối chưa anh? Chưa, nhưng mà anh đã được học làm bánh bánh giò, bánh bao chiên với lại bánh tiêu rồi. Ủa, bánh chuối với cả bánh bao chiên không liên quan luôn á. Ê, coi vậy chứ liên quan nha em, hỏi cô. Không hiểu, tự nhiên chọn bánh chuối, ông chịu ông chuyển chủ đề xem. Cái cách làm nó giống không con? Giống cho nó. Không giống luôn. Vậy chắc anh học sai sách rồi. Rồi bây giờ mình làm nha. Mình sẽ. Thì mình lọc lá chuối trước nha. Dạ. Chuối mình chọn chuối như thế nào cô? Chuối là mình chọn chuối chín nha. Dạ, chuối chín. Và chuối xứ hả? Không phải là chuối dài, không có chuối dài đúng không? Chị mình làm bánh chuối ngon, chỉ có một loại chuối này thôi là chuối này, chuối xứ. Dạ, mình lợp. Bảo cùng lợp chuối à, nha. Tại em... Ok. Em đang nhường cho em ma lợp. Em... hay là anh lười? Thì cứ... Rồi, xong. Mình làm bánh chuối mà trên mặt nó muốn đẹp á, mình cắt một trái là mình để làm mặt. Làm lớp mặt của cái chuối. Mình sắc nhỏ, sắc mỏng nha. Rồi sau đó mình sẽ tới là đập chuối. Ui chà. Sau khi đã mình đã nằm đập chuối và sắc chuối xong, mình sẽ tiếp đến công đoạn thứ hai là mình chuẩn bị bột để làm bánh chuối. Chuẩn bị bột để làm bánh. Đây, 100g bột là khoảng là
300ml nước đường. Số lượng chuối là khoảng bao nhiêu không? À, chuối là một nải với lại 200ml nước lọc. Sau mình trộn, trộn cho bột tan đều. Ừ. Xong rồi mình mới cho bột nghệ vô. Xong rồi mình mới cho bột nước lọc vô, 200ml nước lọc vô. Nếu mà mình muốn làm cho màu đẹp á thì mình thêm bột nghệ, còn nếu mà mình không thích bột nghệ thì mình có thể không bỏ vô. Vâng, em muốn màu đẹp thì rồi mình để vô khoảng một ống muỗng cà phê bột nghệ. Nhưng mà ví dụ mình bỏ cái bột nghệ vô thì nó có làm mất cái vị chuối không? Không, không nó luôn. Vẫn ngon, thơm ngon bình thường. Rồi xong mình sẽ lấy chuối mà lúc nãy mình để vô đây. Bỏ vô. Bỏ hết luôn hả? Đúng rồi, mình bỏ hết vô. Rồi em trộn đi. Rồi. Chị ơi, cho em hỏi là mình sẽ hấp như thế nào vậy chị ha? Hấp cắt thủy hay rồi, sao? Bây giờ là mình đã xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp. Hấp là mình hấp cắt thủy nha. Mình hấp khoảng 20 phút là bánh xe chín. Sau thời gian chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng mình đã có những cái thành phẩm của ba tụi mình này. Đây là thành phẩm của ba tụi mình. Yeah, hấp dẫn quá chứ. Đây là thành phẩm của Bảo Quân. Đây là thành phẩm của em à, của em Ma. Trời ơi, anh Bảo ơi, anh nhìn là anh thấy được là người chiến thắng là ai rồi. Trời ơi, đây em nhìn kỹ đây, tất cả những đây. Bánh nhìn nó dày chắc thịt đó. Đúng rồi, bánh nó lò tà phò ra vậy luôn nè mọi người ơi. Vậy chắc là nếu mà lò tà phò như vậy chắc không là vẫn chưa. Yêu thương đông đầy và tràn ra ngoài, em hiểu không? Chắc là như vậy là cũng chưa có đủ chín đâu. Còn bánh của em Ma thì cái nào cũng rất là đều đặn ở bên, ở phía bên trong, là bóc đại một cái nào cũng nằm sẵn ở bên phía bên trong này. Cái tô cũng vậy nha mọi người, rất là thẩm mỹ. Đó, bây giờ cô chấm thử đi cô. Cô chấm điểm Mai đi. Chấm thử cô thôi chấm điểm đi cô Mai. Yêu thương đông đầy tràn. Rồi theo thì mình nhìn á, nếu mà đạt chất lượng mà đẹp á là của em Ma sẽ đẹp. Tại của Bảo làm dày quá. Nhưng mà của Bảo là ngọt thịt ngon xương hơn. Không có đâu. Bảo là ăn một cái là no luôn rồi. Đó thấy không? Bán đúng giá. Nhưng mà bán như vậy đâu có lời đâu ai. Nếu mà bán chắc lỗ. Bán anh phải suy nghĩ về cái vấn đề đó. Rồi. Thử bánh của em Ma với Bảo làm nha. Ok, rồi. Bây giờ em còn thử trước của em Ma. Em Ma. Rồi. Đây em Ma ăn cái này nè. Anh ăn cái này đi. Rồi. Ủa sao kỳ vậy? Sao không lựa cái nào bự bự cho anh ăn chứ? Cái gì? Đó ít ra cũng phải nó vừa size thôi chứ. Từ. Nhìn nó như nem vậy ha. Nó như nem vậy ha. Nó rất là thơm rồi lắm á. Ngon. Anh không ngon. Thôi hả? Của em không ngon. Anh nói thật với bản thân đi. Anh nói thật đi, bọn mình cùng làm một tô bột mà. Em chỉ mà ngon. Ngon. Anh ngon. Em ngon. Anh ngon. Ghét thật quá. Cái này mà mình để chan nước cốt, mình chấm nước cốt ăn sẽ ngon hơn nữa. À, rồi mình ăn với nước cốt dừa với mè. Đúng rồi, nước mè. Sau thời gian mà làm việc vất vả đã làm được những loại bánh ngon thế này thì cô sẽ có một phần quà cho hai tụi em. Trời ơi, sướng quá. Một thử thách. Cảm ơn cô Mai. Cũng là một thử thách. Em nghi là mình phải ăn gì đó quá. Hả? Em nghi quá. Không, anh nghi là mình sẽ phải làm một công việc gì đó khác. Phải từ để ăn nốt hai cái này đã, ngon đã. Ngon quá. Đây là phần thưởng, cũng là một thử thách của hai em. Sau đây hai em sẽ đi bán một mâm bánh. Cô sẽ cho hai em chọn một mâm. Dạ. Một loại bánh. Dạ. Xong rồi hai em đi bán. À, số tiền mà các bạn bán được không được bỏ túi riêng nữa nha. sẽ được em tưởng bán xong lấy cái tiền nó về Sài Gòn chứ. Sẽ được quyên góp cho cái hộ nghèo ở chợ Sa Đéc. Ồ. Dạ. Ok. Rồi. Thôi mình cho nữ chọn trước nha, tại mình nam. Mình phải nghe lần lady xíu. Lady first. Rồi, bên đây là bánh gói bột. Còn bánh này là bánh bánh này mình làm hồi nãy rồi. Dạ, bánh mít. Bánh gói bột này cũng là một trong những loại bánh truyền thống của Cho em hỏi nếu mà bánh này mình bán thì bán giá làm sao? Mình bán thì mình bán là hai cái này là 15 ngàn. Hai cái 15 ngàn. Ok.
chắc là em lấy nó tự rớt vô tay rồi. Cô còn cái này á, cho em bán theo giá của em nha. Rồi dạ, ok rồi. Nhưng mà chết, bán mắc quá là không có tiền nhiều đâu nha. Em đếm đi, hai cái đó 15 ngàn, em đếm tổng hết được, em được bao nhiêu? Anh chỉ cần bán một cái 5 ngàn thôi em à. Anh nghĩ sao một cái 5 ngàn người ta chịu bán à? Em à, có tên của anh. Rồi bây giờ là mình bắt đầu thử thách nha. Mấy chị ơi, em có thể quay nhờ mọi người mua giùm bọn em bánh, mua giùm em bánh được không ạ? Mua bánh của em đây nha, đừng có mua bánh của em. Dạ chị ơi, bên em cũng có cái loại bánh mới á. Mua bánh của em nè, bánh của em rất là nhanh gọn lẹ à. Dạ bánh mứt nè, bánh này ăn không có ngon đâu chị, bánh này ăn không ngon thiệt. Anh đi ra đi, chỗ này em mua trước mà, em mời trước mà. Trời ơi, muốn xỉu. Thêm một anh nữa, nhưng mà còn anh nữa. Được, em lo được là được. Vô. Trời, cảm ơn anh Bảo. Bye bye. Bye bye. Tự nhiên cái ổng xin giùm mình, cái giờ ổng phải đi tìm nhà khác cho ổng. Bằng tay nha anh chị. Đúng rồi, bánh này bọn em làm bằng tay á, với vả lại là bọn em á quyên góp. Bọn em sẽ quyên góp. Ông này, em là tiền bạc, tiền bọn em mà bán được bọn em sẽ quyên góp tiền cho hội người nghèo dưới đây, cho nên là chị có thể mua ủng hộ em được không ạ? Đây bên này em cũng. Anh bán bao nhiêu? Hả? Anh bán bao nhiêu? Em bán rất là rẻ thôi, chỉ có 30 ngàn 10 cái. Trời ơi, chị ơi, 10 cái là ăn ngon lắm thiệt. Nhưng mà tụi em quyên góp mà, cho nên là đó, nên có mới cái giá đó. Nhưng mà cái này em làm bằng tay, hồi nãy chị cũng nhìn em, từ nãy em, giờ rồi em là em làm bằng tay nha. Em làm bằng tay của em mà, em quấn từng cái lá mít nè. Anh chị mua giúp em với ạ. Em bán cũng chỉ có 30 nghìn một cái thôi, mà cái bánh to đùng đoàn về chị ăn tới chiều, chị no tới chiều. Đó thấy chưa, mà ăn được có một cái thôi là đã no rồi, còn cái này ăn được nhiều cái nè. Đó. Bây giờ cạnh tranh là sao? Giờ bây giờ sao? Chị mua giúp em, mọi người mua giúp em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Chị lấy em hai cái. Ô, em cảm ơn chị. Chị ơi, chị lấy em một chục nha. Chị lấy em một chục luôn nha. Nha. Rồi, em cảm ơn chị. Trời ơi, bán hai cái bánh 60. Trời ơi, không có thể tôi đi mua chỗ nào thì bán chỗ nào, đi ra chỗ khác được không? Trời ơi trời. Đếm là lại là 1, 10 tặng 2, 30 ngàn. Cảm ơn chị. Rồi. Anh mua giùm em cái bánh được không ạ? Thực ra là giá gốc là 30 nghìn, nhưng mà nếu để cho em lời hơn em thắng thì em đi bán cái 40, để cho, nếu mà em không có cầm tiền này đâu, tiền này em sẽ cho họ người nghèo ở dưới đây à, cho nên là anh ủng hộ em được không ạ? Lấy hai cái đi. Em gửi anh ạ. À, em cảm ơn anh ạ. À, anh trả em 40 hay 30? Nào cũng được. Em gửi lại anh 20. Em cảm ơn anh nha. Bán được 140 rồi nè mọi người ơi. Cô ơi, tụi con ở đây bán bánh mít á. Chắc nhà mình ăn rồi ha. Ăn rồi. Giờ thôi, cảm ơn cô. Đi ra ngoài kiếm người khác luôn. Cả hai đã tìm đến chợ Sa Đéc để thuận lợi hơn cho việc bán bánh. Ở bên chương trình con làm mấy cái bánh lá mít này nè, để con đi bán này, con gây quỹ cho mấy cơm mới có ăn cơm. Dạ con mới ăn cơm. Dạ con cảm ơn cô. Chị ơi, chị mua bánh giúp em được không ạ? Dạ cá này ạ. Dạ bánh này là bánh gói bột và bánh gói bột, trong bánh gói bột này có trứng với cả thịt. Ủa nhưng mà chị hai cái đi. Dạ chị ơi, nhưng mà em bán 30 nghìn cái. 30 nghìn cái hả? Dạ thôi lấy cái thôi. Thật ra là nếu mà chị lấy hai cái thì em chỉ lấy chị 50 nghìn hai cái thôi. Rồi thôi em bán chị ạ. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Oh yeah. Dạ cô ơi, cô ăn bánh lá mít không cô? Con làm bằng tay. Dạ con làm 30 một hộp 10 cái, khuyến mãi 2 cái. Trời ơi 30 mắc chết rồi, đâu con thử coi. Dạ đây con làm bằng tay nè. Con làm bằng tay hết đó. Dạ thì số tiền con kiếm được á rồi con sẽ phụ cho một chị cũng hoàn cảnh khó khăn ở đây. Con sẽ phụ cho chị Kim Thành ở chợ mình, trong chợ này luôn nè. Chị bán vé số à? Dạ. Dạ cô lấy con một hộp nha. Dạ 29 ngàn thôi. 29 ngàn hả? Dạ cũng được, 29 ngàn dạ cũng được. Chủ yếu là con bán được là được. Là 30 hả con? Dạ. Cái này tiên với nghĩa, hậu với lợi nha. Dạ. Đây. Con cảm ơn cô. Chai gì đâu mà giỏi dữ vậy. Dạ. Cô nào ưng chắc không hước lắm hả? Được rồi. Mới làm mấy cái bánh này. Để tôi cúng. Dạ. Con cảm ơn cô. Dì ơi, ăn bánh lá mít của thằng trai đẹp này nha. Dạ. Cảm ơn cô. Con phải đi bán hết cái số này con mới xong nhiệm vụ. Dạ, dạ. Hả?
Có ăn bánh không ạ? À? Chị ăn bánh không chị? Chị ăn bánh không ạ? À? Dạ, bánh gì? Dạ, bánh gói bột với cả bánh gói lá mít ạ. À. Chị có muốn ăn bánh nào không? Hai thứ đi. Úi chà, nhưng mà chị biết giá không? Không. Giá nào chị cũng mua ủng hộ em luôn đúng không? Úi, dạ bánh này thì... bánh này thì 30 ạ. À. 30 ngàn hả? Dạ. Thì tại vì em ủng hộ cho cô Kim Thành. Dạ cái này thì 5.000 10 cái 10.000 5 cái ạ. 10.000 5 cái hả? Dạ. Chị là lấy cái này. Dạ ơi em cảm ơn chị. Dạ cô ơi cô ăn bánh lá mít không cô? Rồi thưởng thức liền. Dạ con cảm ơn cô. Bác chị thấy dạ con bán 30.000 10 cái. Nó có bị mát không vậy? Hả? Có bị mát không? Có bị mát không vậy? Con không biết. Này con làm bằng tay thì con làm bằng tay con làm ở quên con tự làm chứ. Ủa quay gì có đưa bả lên tivi không? Dạ dạ có. Dạ dạ đây. Có luôn hai chuột. Dạ thiệt luôn hả? Dạ con cao. Đây con hung cái, con hung cái cảm ơn mẹ. À cô thấy ca sĩ Bảo Quân với đi bán bánh rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. À, đẹp trai bán bánh là mấy cô sẵn sàng ủng hộ liền. Hot boy. Hot boy. Ở ngoài đẹp trai hơn. Cái nghĩa cử đó nó rất là cao đẹp, làm một cái chuyện rất có ý nghĩa. Mấy cô tiểu thương đây sẵn sàng ủng hộ. Việc bán bánh của Bảo Quân ngày càng thuận lợi. Trong khi đó, bên em Ma có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Cô ơi, cô ăn bánh không? Dạ. Chú ơi, cho con hỏi tí được không ạ? Chứ có thể mua bánh ủng hộ giúp em được không anh? Dạ, em cảm ơn ạ. Cô ơi, cô ăn bánh không ạ? Có thể mua bánh ủng hộ em một cái được không? Nhà mình ăn bánh không ạ? Em cảm ơn. Trời ơi trời mệt quá. Bán hai hộp ủng hộ nè để trời em... hai hộp lận hả? Bánh này con làm đó. Dạ rồi, con cảm ơn gì. Yes. Xong nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ đi kiếm Emma, sau đó mình sẽ đi tổng hợp lại số tiền mình kiếm được là bao nhiêu. Đi. Anh ơi, anh có mua bánh không ạ? À? Mua ủng hộ giúp em một cái được không? Đây là bánh bánh gói bột ạ. À. Cô ủng hộ cho ai? Còn cô bán vé số tên là Kim Thành ạ. À. Đây, lấy cái đi. Em gửi anh. Dạ, cảm ơn anh. Giờ em đi bán tiếp đây. Dạ, con bán bánh này 30 nghìn, còn cái này thì 2 nghìn một cái ạ. À. Mua giờ em như là mua để ủng hộ vậy. Dạ. Vậy là mua hai cái này cho có ha. Dạ. Rồi là hai cái này 4.000. Trời cô bây giờ còn có 5 cái hay lấy hết cả. Cái 5 cái có 10.000 à. Rồi lấy luôn. Dạ con cảm ơn cô. Yeah. Rồi cả không 10.000. Rồi cô cảm ơn ạ. À. Nhà mình còn ai ăn bánh nữa không ạ? À? Cơm bà con mẹ cho dịp khác ha. Còn một cái bánh nữa thôi, còn cái bánh này thôi, bánh này rất là ngon. 30.000 à, 30.000 em cảm ơn nhiều ạ. Đáng lẽ phía ngoài giờ cuối. Dạ, em cảm ơn. Em thối lại tiền ạ. À. Đây ạ. À. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà mình ăn trưa vui. Bán hết rồi. Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với Lượng Khách 24 giờ và vẫn là Bảo Quân và Emma. Dạ. Thì hiện tại thì đang Bảo Quân và Emma đã đứng tại chợ Sa Đéc và kế bên là có cô Kim Thành và chồng là chú Thanh Bình và đây là có anh Mẫn là bên ban quản lý chợ. Thì con cũng muốn tìm hiểu sơ về gia đình mình một chút à. Thì cô chú lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi ạ? 41 năm rồi chú. 40 tính đến năm nay là 41 năm. Dạ thì công việc của cô với chú như thế nào kể dạ. Trước thì cũng đi bán xôi đó nó khỏe rồi sau cái tôi bị gãy cuộc sống đó tôi đi không được, tôi nghỉ 4 năm nay rồi. Dạ. Khổ lắm chú ơi, đi không có được, tôi đi được ra đi bán giấy số mà không có tiền lấy nữa, lấy chịu người ta bán rồi chiều trả. Sáng thì bán mắt giấy xôi. Chú thì cũng phụ giúp bà xã nhà nấu nướng này cái nhau bán. Giữa giải sinh đó mướn người ta. Cô chú đây thì nói chung là gia đình hoàn cảnh này cũng neo đơn lắm, đơn chiếc, cũng khó khăn, cũng vô đây cũng có cái giữ nhà vệ sinh để tìm kế mưu sinh. Đó ở phía ban quản lý chợ cũng tạo điều kiện cho hai vợ chồng để có cái cải thiện đời sống cho làm thêm.
Đó, rồi trong quá trình làm việc thì hai vợ chồng cũng cũng hiền lành, có thiện cảm với các hộ tiểu thương ở đây, chăm sóc nhà vệ sinh thì cũng sạch sẽ, ai cũng khen hết. Đó. Thì tụi con cũng có một chút quà. Dạ. Dạ, tại tụi con có tham gia thử thách á, thì nếu mà thắng á, thì được thưởng một phần quà. À, thì đây con dành cái phần thưởng này lại cho cô chú. Dạ, mong cô chú thiệt là nhiều sức khỏe. Dạ, bên cạnh đó thì tụi con có đi bán bánh. Dạ, tụi con có làm bánh ở trong làng bột á, xong rồi đi vô gặp bà con này để bán. Dạ, con cũng gửi tiền. Có một chút lòng thành, nó cũng không gọi là nhiều nhưng mà con nghĩ là cũng giúp cô chú. Dạ. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tôi. Yeah. Yeah. Vậy là coi như là hành trình lựa khách 24 giờ, 2 ngày 1 đêm của hai anh em Bảo Quyên và Emma đã kết thúc tại đây. Dạ, yeah, và Bảo Quyên và Emma cũng đã hoàn thành xong hết tất cả những thử thách cũng như là những cái trải nghiệm. Cảm nhận của em như thế nào? Ôi, em phải nói thật là đây là một chương trình mà có rất là nhiều lần đầu tiên của em, mà cái đầu tiên của em đó chính là cái em nghĩ là em sẽ không thể nào quên, đó chính là đi xin ngủ nhờ nhà người khác. Hôm qua em quéo luôn anh, hôm qua em đi ngoài đường mà lâu quá là tới mức mà em sợ em quéo luôn, em nghĩ là thôi chết, là kiểu này chắc là có khi ngủ ngoài đường rồi, nhưng mà cũng rất là may là cuối cùng vẫn được anh Bảo Quân giúp đỡ và đã được ngủ. Và đêm qua em đang phải ngủ trong một cái võng. Sau rồi em nhường cái ghế bố to đùng cho anh cameraman cho anh nằm cho thoải mái mà anh qua em cho đẹp. Còn cảm nhận của anh Bảo trong lần đi này thì sao ạ? Riêng Bảo Quân thì Bảo Quân cảm thấy là chuyến đi là một chuyến đi rất là ý nghĩa với mình. Thứ nhất là mình được học nghề. Dạ, yeah, học nghề nè. Học biết thêm về một cái nghề. Và mình cũng tiếp xúc thêm với lại các cô chú và cuộc sống của người dân ở đây, riêng đặc biệt là riêng ở làng bột. Và mình được tiếp xúc thêm với người dân ở đây. Và không chỉ riêng là mình cảm nhận thấy là ở làng bột này mà người dân ở Sa Đéc này cũng rất là thân thiện, dễ thương. Với vả lại là cảm thấy mọi người kiểu rất là thật tình luôn anh. Yeah. Mình nhờ cái gì là họ đều giúp mình, xong rồi kiểu lo lắng, có khi còn lo lắng ngược lại cho mình nữa, thì cảm thấy rất là ấm áp. Và khiến cho Bảo Quân và Emma đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Và xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn chương trình, cũng như là xin cảm ơn tất cả các cô chú, đặc biệt là đối với Bảo Quân là chú Bảy. Còn Emma là cô Sáu. Dạ, xin một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Và cũng đến lúc mà Emma và Bảo Quân phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thôi về nhà thôi.